Dự án cầu Rạch Miễu 2 đã được chính thức khởi công vào ngày 29 tháng 3 2022, có tổng chiều dài là 17,6 km, có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang, điểm cuối giao với quốc lộ 60, cách mố cầu Hàm Luông 710 m, tỉnh Bến Tre. Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 3,8 km về phía thượng lưu. Cầu có quy mô 6 làn xe, mặt cầu rộng 21,5 m, tổng vốn đầu tư hơn 5.175 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Cầu Rạch Miễu 2 có cầu chính Dê Văn vượt sông Tiền dài 1.910 m và cầu phụ vượt sông Mỹ Tho dài 532 m. Ngoài ra còn có thêm 4 cây cầu nhỏ. Toàn tuyến có tất cả 7 nút giao thông ngã ba ngã tư. Đây là thành phố Mỹ Tho, đây là cầu Rạch Miễu 1, còn đây là quốc lộ 60 đi qua Bến Tre. Còn đây là toàn tuyến của dự án cầu Rạch Miễu 2 dài 17,6 km. Điểm đầu là tại ngã tư Đồng Tâm, nối với quốc lộ 1A. Điểm cuối là nối với quốc lộ 60, cách mố cầu Hàm Luông là 710 m. Dự án này có tất cả là 6 gói thầu, được đánh số từ 1 đến 6 từ Tiền Giang qua Bến Tre. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết từng gói thầu và tiến độ hiện tại của các gói thầu này. Thì dự án này đánh số km số 0 là tại ngã tư Đồng Tâm ở quốc lộ 1. Nó đi vào đến km số 5 cộng 80 m là gói thầu XL01. Cái vị trí cuối của gói thầu này là nằm ngay chân cầu Xoài Hột. Đây cũng là cái cầu đầu tiên của dự án này. Cái gói thầu số 1 này là mở rộng cái đường tỉnh lộ 870 hiện tại từ 2 làn lên 4 làn xe và thêm 2 làn xe máy hai bên. Xong gói thầu thứ nhất qua gói thầu thứ hai. Cái đoạn từ km số 5 cộng 80 qua km số 7 cộng 260 là của gói thầu số 2 và số 3. Thì để mình giải thích cho mấy bạn rõ hai cái gói thầu này. Đầu tiên là gói thầu số 2. Gói thầu số 2 là thi công nhịp chính dây văng. Đây là cái gói thầu quan trọng nhất. Còn gói thầu số 3 là thi công hai cái đầu dẫn nằm hai bên của cái nhịp chính dây văng này. Rồi tiếp tục tới gói thầu số 4. Cái phần cầu phụ bắc qua sông Mỹ Tho là bắt đầu từ km số 7 cộng 260 qua đến km số 8 cộng 281 là ngay chân cái nút giao với cái đường quốc lộ 57B. Ở trong cái gói thầu số 4 này nó có hai cái nút giao, đó là nút giao Thế Sơn ở trên cái cồn Thế Sơn này, đây là nút giao ngã tư nha, và bên đây là cái nút giao giao quốc lộ 57B, nó cũng là một nút giao ngã tư. Rồi tiếp tục tiếp gói thầu thứ 5. Gói thầu thứ 5 là bắt đầu từ km số 8 cộng 281 qua tới km số 12 cộng 900. Thì trong cái gói thầu thứ 5 này ta có hai cây cầu, đó là cầu Ba Lai và cái cầu Tam Sơn bắc qua một con rạch nhỏ, và ở giữa nó có một cái nút giao ngã tư với đường Hương Lộ 173. Rồi tiếp tục đến cái gói thầu cuối cùng là gói thầu thứ 6, bắt đầu từ km số 12 cộng 900 đi đến cái điểm cuối cùng là km số 17 cộng 600 giao với quốc lộ 60, nó nằm gần với khu du lịch Phú An Khang, nó nằm cách mố cầu của cầu Hàm Luông là 710 m. Thì trong cái gói thầu thứ 6 này chúng ta có cái nút giao với quốc lộ 57C và một cái cầu sông Mã. Ngoài ra nó có thêm một cái nút giao D1 nữa, nhưng mà nó nằm trong cái quy hoạch tương lai, tức là qua cầu sông Mã nằm đoạn này nè, nó có thêm một cái đường D1 mà nút giao chỗ này chỉ là nút giao ngã ba thôi nha. Rồi mình tổng kết lại, ngoài cây cầu chính Rạch Miễu ra thì nó có 4 cây cầu nhỏ là cầu Xoài Hột, cầu Ba Lai, cầu Tam Sơn và cầu sông Mã. Còn về nút giao, nó có cái nút giao ngã tư đầu tiên quan trọng là với quốc lộ 1, sau đó đến cái nút giao quan trọng là ở trên cù lao Thái Sơn, cái đến là cái nút giao với quốc lộ 57B, rồi tới cái nút giao với Hương Lộ 173, cái đến là nút giao với quốc lộ 57C, rồi kế tiếp là cái nút giao với đường D1 trong tương lai, và cuối cùng là nút giao với quốc lộ 60. Ngoài ra dự án còn có một nút giao rất là đặc biệt nữa là nằm bên Tiền Giang, đó là nút giao ngã 5 870 nằm gần chân cầu Rạch Miễu 2. Giờ thì tới tiến độ của từng gói thầu. Thì vào cuối tháng 3 vừa qua thì chủ đầu tư đã công bố nhà thầu của hai gói thầu XL01 và gói XL05. XL01 này là do liên danh công ty xây dựng số 1 và công ty Thành Phát trúng thầu với giá trị hơn 317 tỷ. Song song với đó là gói thầu XL05 là đoạn từ km số 8 cộng 280 này đến km số 12 cộng 900 thì là do liên danh công ty Tân Nam
và công ty xây lắp 492 đã trúng thầu với giá trị hơn 468 tỷ. Nhưng mà thật sự tới thời điểm này thì cái phần giải phóng mặt bằng của hai gói thầu này vẫn chưa hoàn thành và các cơ quan chức năng địa phương là hẹn với nhà thầu là cuối tháng 6 này mới bàn giao đủ mặt bằng. Cái đó là gói thầu XL04 và XL06. Mới vừa cách đây một tuần họ cũng đã công bố danh tính của các nhà thầu này. Thì đối với gói thầu XL04 là xây dựng cầu vượt qua sông Mỹ Tho do liên danh công ty xây lắp 368 và công ty Định Em đã trúng thầu với giá trị là hơn 390 tỷ. Và song song với đó là gói thầu XL06 là bắt đầu từ km số 12+900 cho đến quốc lộ 60 thì là do liên danh công ty Trường Sơn, công ty Trường Lộc và công ty Trường Thành đã thắng thầu hơn 438 tỷ đồng. Tất cả các gói thầu này đều có thời gian xây dựng là 26 tháng. Vào tháng 8 tới, nhà đầu tư sẽ mở thầu hai gói thầu còn lại là XL02 và XL03. Thì trong đó, gói thầu XL02 là thi công nhịp chính dây văn. Đây là gói thầu quan trọng nhất, có giá trị lớn nhất là 1.256,8 tỷ đồng. Còn gói thầu XL03 thì chỉ có 645,1 tỷ đồng. Dự án này được dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.